Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói Vương Nhất Bác hiện đang là bảo bối của nhạc Hoa. Tuy nhiên, nhạc Hoa có rất nhiều nghệ sĩ trong tay và chỉ một người trở thành ngôi sao đối với họ là không đủ. Mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công ty được ràng buộc bởi hợp đồng và đa phần nếu nghệ sĩ đủ lông đủ cánh thì họ sẽ chọn rời đi và thành lập công ty riêng. Hiểu được điều này, vì thế hầu như các công ty truyền thông đều khai thác triệt để tiềm năng của nghệ sĩ khi còn trong thời hạn hợp đồng. Đối với Vương Nhất Bác và nhạc Hoa, thời hạn hợp đồng của họ sẽ kết thúc vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận cho biết, hợp đồng này đã được hai bên chính thức gia hạn. Có lẽ Vương Nhất Bác vẫn chưa thực sự tự tin để hoạt động độc lập, nhưng hợp đồng được ký kết hiện tại chắc hẳn sẽ có khoảng thời gian vừa phải và không quá dài như hợp đồng ban đầu. Mặc dù vậy, nhạc Hoa cũng bắt đầu chuẩn bị cho tương lai dài của họ. Gần đây, công ty đã tuyển dụng thực tập sinh và tuyên bố sẽ xây dựng một Unique Vương Nhất Bác tiếp theo. Trước đây, CEO của công ty này cũng từng tuyên bố rằng sẽ xây dựng một nhóm nhạc nam số 1 Trung Quốc. Nhưng cuối cùng, nếu không có sự nổi tiếng của Vương Nhất Bác, thì nhạc Hoa chủ yếu cũng chỉ được biết đến với sự xuất hiện của Hàn Canh. Nhạc Hoa có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc và được thành lập vào tháng 7 năm 2009 bởi Đỗ Hoa, Hàn Canh và Mạnh Đinh Vi cùng giữ cổ phần công ty. CEO của công ty là bà Đỗ Hoa. Nhạc Hoa chuyên về sản xuất và phát hành album nhạc, môi giới, đào tạo nghệ sĩ, quan hệ công chúng và tiếp thị giải trí. Ngoài Vương Nhất Bác và Hàn Canh là hai nghệ sĩ nổi tiếng, thì trong nhạc Hoa còn có nhiều nghệ sĩ và thực tập sinh khác. Trong đó có một số nghệ sĩ được biết đến nhiều hơn như Mạnh Mỹ Kỳ, Phạm Thừa Thừa, Ngô Tuyên Nghi, Chu Chính Đình, Trình Tiêu, Châu Nghệ Hiên, Lý Vấn Hàn. Trong số thực tập sinh của công ty này có một nghệ sĩ Việt là Ngô Ngọc Hưng, nghệ danh của anh là Hanbin. Riêng đối với ca sĩ và diễn viên Hàn Canh, anh ấy đã nổi tiếng trước khi vào nhạc Hoa. Và vai trò của Hàn Canh ở nhạc Hoa hiện tại không chỉ là một nghệ sĩ, anh ấy còn là một trong ba cổ đông đầu tiên sáng lập công ty. Như vậy thì nhìn vào dàn nghệ sĩ của nhạc Hoa, thực sự chỉ có Vương Nhất Bác đã đạt được thành công. Nhưng xuất phát điểm thành công của Vương Nhất Bác lại là nhờ chính tài nguyên mà anh ấy tự kiếm về. Không thể phủ nhận Vương Nhất Bác ban đầu có thể được khán giả quốc tế chú ý đến là nhờ vai diễn Lam Vong Cơ trong Trần Tình Lệnh. Để nhận được vai diễn này, anh ấy đã tự mình liên hệ và gửi hồ sơ đến vài lần. Sau khi bị từ chối, anh ấy đã một mình đi đến để phỏng vấn trực tiếp. Nhờ sự kiên trì mà Vương Nhất Bác đã được đạo diễn nhìn trúng và đặt nền móng xây dựng nên thành công của anh ấy ở thời điểm hiện tại. Vì vậy nên tuyên bố của nhạc Hoa rằng sẽ xây dựng nên một Unique Vương Nhất Bác tiếp theo khiến netizen Trung Quốc cảm thấy quá hài hước rồi. Có vẻ như CEO của công ty không hiểu rõ nghệ sĩ của chính mình. Công chúng đã bị Vương Nhất Bác chinh phục bởi sự quyến rũ và cá tính đặc biệt của anh ấy. Đó là bản sắc riêng của cá nhân mà không ai có thể sao chép. Nếu nói nhạc Hoa có thể tạo ra một bản sao giống với ngoại hình của Vương Nhất Bác, thì điều này không có gì cần tranh cãi. Nhưng để tạo ra một nghệ sĩ có nội hàm như Vương Nhất Bác, thì netizen Trung Quốc cho rằng nhạc Hoa quá tự phụ rồi. Vương Nhất Bác được công chúng biết đến nhiều hơn qua bộ phim Trần Tình Lệnh, nhưng thái độ làm việc kỷ luật, tập trung cao, dám thử thách bản thân ở nhiều trạng thái, phong cách quyến rũ và tính cách thẳng thắn độc lập mới là những khía cạnh giúp anh ấy ngày càng trở nên nổi tiếng. Dù sao thì nhạc Hoa cũng đang tận dụng những ngày tháng còn lại để tiếp tục kiếm tiền từ Vương Nhất Bác. Điều này cũng là hợp lý. Có công ty quản lý nghệ sĩ nào lại không làm điều này cơ chứ? Đây là sự hợp tác đồng thuận và có lợi cho cả đôi bên. Và công ty chủ quản dùng Vương Nhất Bác để quảng cáo cũng không có ai phản đối. Xét một cách công bằng thì sự thành công của Vương Nhất Bác hôm nay vẫn có sự góp mặt của công ty chủ quản nhạc Hoa. Chỉ là công chúng cảm thấy quá hài hước đối với ý định nhân bản Vương Nhất Bác của nhạc Hoa mà thôi. Gần đây thì tiềm lực của Vương Nhất Bác rất tốt, đây là điều mà không ai có thể phủ nhận. Hơn nữa, Vương Nhất Bác còn trở thành bà mối gắn kết một số thương hiệu. Bạn có thể tưởng tượng ra sự kết hợp giữa Anta và KFC không? Một nhãn hiệu thời trang lại có thể kết hợp với thương hiệu đồ ăn nhanh. Và rồi còn có Lenovo và SKG, một bên là thương hiệu về máy tính và một bên là máy massage. Những sự kết hợp này tưởng chừng như vô lý nhưng lại rất có lý khi có Vương Nhất Bác đứng ở giữa. Và gần đây nếu là fan của Vương Nhất Bác, có lẽ các bạn đã nhìn thấy chiếc xe hơi thể thao màu xanh với những họa tiết cực kỳ nổi bật. À, có lẽ nhiều bạn đang tò mò muốn biết thông tin cụ thể về chiếc xe hơi này là như thế nào nhỉ? Sự xuất hiện của nó có ý nghĩa gì đây? Và mới đây thì CEO của Evisu Trung Quốc cũng đã tiết lộ về chiếc xe hơi thể thao hợp tác với Audi. Điều đặc biệt là trên thân xe xuất hiện dòng chữ Ipo vô cùng bắt mắt. Ai có thể nghĩ rằng một nhãn hiệu quần áo có thể được liên kết với một chiếc xe hơi? Hóa ra, người phát ngôn của cả hai thương hiệu này đều là Vương Nhất Bác. Khả năng may mối của anh ấy cũng rất mát tay đó chứ. Tôi cũng cảm thấy thiết kế của chiếc xe hơi này có vẻ ngoài rất tốt. Đương nhiên, về động cơ và nội thất bên trong thì phải thử mới cảm nhận được chính xác chất lượng của nó. Bạn có muốn được lái thử chiếc siêu xe thể thao này không? Tôi cũng muốn thử, tuy nhiên tôi chưa có bằng lái xe. Và quan trọng là tôi không có đủ tiền để mang em nó về Việt Nam.
nhưng tôi chắc chắn rằng fan của Phương Nhất Bác sẽ nhanh chóng sở hữu chiếc xe hơi thể thao bắt mắt này. Còn tôi thì vẫn ở đây và mang đến những tin tức mới nhất trên 8790 Channel. Cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã dành thời gian cho tôi. Mong rằng mọi người vẫn luôn ở đây và đồng hành cùng 8790 Channel. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.